Thưa quý vị, hiện giá nhiều loại lúa tại vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng ít nhất từ 100 đến 300 đồng một ký so với cách này khoảng một tháng. Lúa tươi OM380 và OM5451 đang được nông dân bán cho thương lái với giá từ 6.250 đến 6.600 đồng một ký. Còn giá lúa tươi OM18, nàng qua chính và đài thơm 8 tại nhiều nơi ở mức từ 6.700 đến 7.000 đồng một ký. Giá nhiều loại lúa ở mức cao hơn từ 400 đến 800 đồng một ký so với cùng kỳ năm rồi. Đầu ra xuất khẩu gạo của nước ta đang thuận lợi và giá gạo xuất khẩu ở mức cao. Tiểu thương và doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua lúa tại điều kiện cho giá nhích lên.